365 ngày cùng các thánh học trường Giêsu. Ngày thứ 257. Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Thánh Gioan chương 12 câu 24 đến 26. Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy. Lời Thánh Lorenzo. Đêm trường tôi trải qua không nhuốm màu đen tối, nhưng chứa chan nguồn ánh sáng huy hoàng. Học với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu dựa vào định luật tự nhiên của việc hạt giống nảy mầm để nhắc nhở mỗi người chúng ta về đời sống đức tin của người môn đệ đi theo Thầy Giêsu. Hạt lúa phải chết đi, nghĩa là phải đánh đổi cái dạng thực hiện thời của nó để thành cây lúa chịu hạt. Chúa Giêsu là hạt lúa mì đầu tiên đã dám chịu mục nát, dám chết đi cho nhân loại. Ngài đã chết trong tay con người với quyền lực của thế gian, và tưởng chừng cái chết ấy là chiến thắng cho những kẻ không tin vào Ngài. Nhưng rồi Ngài đã sống lại. Niềm tin này đã là niềm hy vọng để con người dám đánh đổi cả mạng sống mình để đạt đến một sự sống viên mãn hơn. Chúa Giêsu phải trải qua cái chết để đem muôn người vào sự sống mới. Như vậy, kẻ khư khư bám lấy mạng sống mình như một cái gì tuyệt đối thì giống như hạt lúa nằm trơ trọi, không đánh đổi hiện tại để hướng đến tương lai, không mở cuộc đời ra cho một niềm cậy trông lớn lao hơn. Đó là quy hướng sự sống hiện tại về sự sống mới, sự sống đời đời do Chúa Giêsu mang đến. Trên con đường đi theo Chúa Giêsu, đòi hỏi người môn đệ phải biết hy sinh, quên mình và phục vụ. Điều đó, thay vì làm cho chúng ta mệt mỏi và tuyệt vọng, sẽ luôn mang lại cho chúng ta bình an và niềm vui. Bởi vì, cho dù là ở trong hoàn cảnh nào hay độ tuổi nào, chúng ta cũng xác tín vào lời hứa của Thầy mình. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy. Đó là một lời hứa đảm bảo không hề gian dối. Và chính lúc chúng ta cảm thấy mong manh, rơi vào hoàn cảnh bất lực và giới hạn, chúng trở nên giống Chúa Giêsu nhất. Bởi vì con đường Ngài đi là con đường của hạt lúa mì, con đường phục vụ cho sự sống, bằng cách coi thường sự sống mình. Hôm nay, lễ Thánh Lorenzo phó tế tử đạo, chúng ta thấy rõ thánh nhân đã sống trọn vẹn con đường bước theo Chúa Giêsu là hy sinh, từ bỏ mạng sống của mình để đổi lấy sự sống đời đời mà Ngài đã tin tưởng, hy vọng vào Đức Kitô.
cho dầu bị bắt, bị tra tấn dã man, nhưng thánh nhân vẫn một mực trung thành với Thiên Chúa, với giáo hội. Ngài cảm nghiệm sâu xa lời Chúa: ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa cho con biết đón nhận những điều Chúa muốn, đó là hy sinh, từ bỏ ý riêng mình, mà có lúc con xem trọng như chính mạng sống mình, để sống cho Chúa, để được biến đổi trở nên tốt hơn, để sinh hoa cái trái là đời sống bác ái cho đi. Xin Chúa ban ơn giúp con can đảm để sống trọn thánh ý Chúa. Lạy Chúa Giêsu, là Thầy dạy của chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Thánh Lorenzo, xin cầu cho chúng con. Hồn sống với Chúa Giêsu. Hôm nay mời bạn nghĩ đến một điều mình yêu thích nhất mà gây ảnh hưởng xấu và can đảm từ bỏ. Có thể là thích đi mua sắm, thích uống rượu với bạn bè, thích ngồi lê đôi mách, bỏ một điều không tốt và làm một điều tốt ngược lại, như là ăn cơm chung với gia đình, quan tâm đến người thân bằng việc thăm viếng, hay làm một việc bác ái với người bên cạnh mình, trao cho họ một nụ cười với lòng yêu thương thật sự. Đại dương lòng cha lớn
lao vô cùng hơn tất cả mọi tội lỗi. Ôi lòng nhân từ Cha ngày đêm ngợi ca, tán dương tôn thờ lòng thương xót của Cha. Có những lối đi đầy trong gai và soi đá, con vươn mình lên đập cánh bay về bên Cha. Tựa nương vào Cha con đã cậy trông, và thầm thương con khẽ nói ôi Cha dâu lòng xót thương. Rằng thưa lên con sẽ nói ôi Cha ngàn đời xót thương, ôi Cha dâu lòng thương xót, ôi Cha dâu lòng xót thương, ôi Cha dâu lòng thương xót, ôi Cha dâu lòng xót thương.